Đây mình chạy thông 1.000 này. Mình sẽ ghim bóng đen vào nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái kích điện, một cái inverter sóng xin chuẩn tận dụng từ biến áp cũ. Nói đến cái chủ đề là làm kích thì nhiều anh em sẽ nghĩ là cái thời buổi bây giờ thì ai người ta còn dùng kích điện nữa, bởi vì đâu còn mất điện nữa. Nhưng mà một số anh em đam mê về năng lượng ấy, thì nhất là năng lượng tái tạo, thì anh em rất là cần những cái kích nhá. Mà nói chung là nếu mà nói về cái thị trường bây giờ thì kích điện tử, kích Trung Quốc rất là nhiều, vô vàn. Và để làm ra một cái kích mà bán cho các bạn khoảng 300-400 nghìn với công suất khoảng là 1000W thì mình thấy nó hơi vô lý. Đấy, cái chất lượng linh kiện nó sẽ không được bền, sẽ không được chất. Đấy, có khả năng là nó sẽ dùng cho có, dùng cho gọi là dùng được. Đấy, nhưng hỏng thì bất cứ lúc nào. Các bạn đừng nghĩ cái câu là đồ điện tử thì không biết nó hỏng lúc nào. Như thực tế mà nói là mình trải nghiệm rất nhiều những cái đồ điện tử mà đồ xịn ấy, linh kiện xịn ấy, IGBT MOSFET công suất xịn, driver xịn, thì mình cam kết khẳng định cái kinh nghiệm của mình trải qua thì rất là nhiều rồi, nên là mình biết rằng là nó rất là bền luôn. Đó, thì chính vì ngày hôm nay mình làm cái này là làm biến áp cơ với cái mong muốn công suất đỉnh điểm là 1000W, và cái biến áp này là biến áp vuông nha, không phải biến áp xuyến. Nhưng mà cái biến áp này là 1200 VA, cái kích điện cũ của nó, cái bo mạch cũ của nó thì người ta đã tháo rồi. Đấy, thì mình người ta đem cho mình cái cục này và người ta bảo là làm sao để làm thành một cái kích điện xin chuẩn chạy quạt êm với cái nhu cầu sử dụng là 12V hoặc là 24V thì cũng có thể làm được nha. Bởi vì biến áp này nó biến áp hai cửa này, các bạn có thể nhìn thấy là hai cửa luôn nhá. Đấy, mình chỉ cần câu, tức là có ra 4 đầu dây công suất này thì có thể làm thành 24. Nhưng mà người ta yêu cầu là 12 thì người ta chỉ cần chạy được một số thiết bị, ví dụ như mấy cái quạt, bóng đèn và thiết bị điện tử, TV chẳng hạn, vô tư luôn. Bởi vì sao? Nếu mà kích sóng xin chuẩn thì các bạn có thể dùng tất cả các loại thiết bị. Đấy, nhưng mà cái công suất của cái con này thì mình, nếu để sử dụng hệ 12 thì mình cũng phải nói luôn là nó sẽ không bao giờ đạt được cái công suất khoảng 2 đến 3.000W đâu. Đấy, với cái giá thành thì nó cũng rất là phải chăng. Đấy, không lan man nhiều. Thì vào luôn cái video này là mình sẽ lắp cho em nó một cái bo này của người Việt Nam, họ lắp ráp nhá. Nói là thiết kế thì hơi vô lý, bởi vì là cũng là đi sao chép thôi và cải tiến thôi chứ không phải là tự thiết kế. Đấy, thì mình sẽ lắp một cái bo này và bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem. Nó vẫn là mạch cầu H anh em nhé. Cầu H, nhưng mà cầu H là điện áp thấp dòng cao đấy, thì được anh em đánh giá khá là tốt. Vì là chính vì thế nên mình mới tin tưởng để mình mua nhá. Đây mình show cho mọi người xem thì nó như vậy. Lắp ráp khá là giống với cả mô tả. Cái bo này thì đang sử dụng 16 MOSFET IGF B3077. Con này nhìn thì là MOSFET mới anh em ạ. MOSFET mới nhá. Chân thì chân đồng hết này. Đó. Đây là cầu H. Đấy, nhìn sơ bộ thì khá là giống với cả trên mạng video anh ấy làm, nhưng mà mình phải nói là những kiểu làm thủ công ấy nó chưa được đẹp như kiểu là tiêu chuẩn ISO 9001 ấy. Thì là nó chưa được tiêu chuẩn thôi, còn về chất lượng thì còn phải sử dụng nhiều, nhưng mà mình thấy là người ta đánh giá là khá là tốt. Đấy, cái bo này thì được cấy thêm một cái mạch
mạch mạch tạo điện áp 12 nhá. Đó, thì cái bo này nó sẽ lấy tín hiệu từ biến áp đi vào. Đấy, mình bo này chắc là cải tiến rồi. Đây chạy một con IC U3843 này, này. Con này tạo, tức là khi mà chúng ta kích được điện áp lên 220 rồi thì nó sẽ vào đây và tạo ra cái điện áp 12V để lui cho cái mạch điều khiển. Nó lại chơi kiểu đấy cơ. Bo này là bo EG8010 nhá, không phải EGS002 đâu mọi người ạ. Rồi. Tụ lọc thì có 3 cái 35V. 6800 mi. Khá là lớn. Đấy thì mình thấy là nhìn nó rất là gọn gàng mọi người ạ. Về cơ bản là như vậy. So sánh với những cái mạch inverter của Trung Quốc làm thì hầu như là tương đương, nếu nhìn thì tương đương với cái mẫu thiết kế là người ta copy mà. Giống nhau. Cải tiến thêm một chút. Thì ở đây nó có những cái cửa đấu vào này. Đây biến áp sau khi tạo ra thì nó sẽ vào đây này. Biến áp in này. Còn out sẽ là hai chân này và chân này. Là 220 ra, đấy còn biến áp vào đây. Đây là dơ le. Cái này là biến áp, này là biến áp đo dòng này này. Dòng tải này này. Thì cái mạch này nó thực sự mà nói mình cũng sửa qua rồi thì mình cũng lắm, nói chung là nguyên lý cấu tạo thì mình thấy là nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là ghê gớm đâu. Đấy, còn cái cổng này chắc là cổng đúng là phăng này quạt đây rồi. Còn cái dơ le này là dơ le gì đây? À, con này nó thiết kế cả dơ le cơ, công tắc dơ le khi bật thì dơ le nó mới đóng. À rồi, mình hiểu rồi. Cái bo này là tức là khi chúng ta bật công tắc thì nó nhả điện, nó kích điện lên, sau đấy nó mới lui dơ le thì nó mới duy trì. Rồi, mình hiểu, khởi động kiểu này rồi, ok. Cái này là quy này. Quy sẽ bắt vào đây nhá. Đó. Đấy là mình giới thiệu về cái mạch này mình vừa mới khui ra. Còn bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để mình lắp ráp vào xong mình test cho mọi người xem nhá. Do vì mấy cái chân cũ này nó không phù hợp với cả cái bo mới này nên là mình sẽ phải bỏ nó đi và mình phải thay thế bằng chân khác cho nó chắc chắn hơn. Đó. Không phù hợp. Cái này thì nó cũng dễ thôi. Tận dụng được cái vỏ sắt bên dưới là cũng là rất là tốt rồi vì nó chắc chắn mà. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm dấu. Những cái việc này thì nó tùy thẩm mỹ của từng người thôi, bởi vì cái khó nhất là cái mạch thì mình không làm được thì mình đã phải mua rồi. Đấy, còn cái việc này thì mình còn không làm được nữa thì rất là ấy, đúng không? Rồi, ok, nó khoan thôi. Ở đây mình sẽ làm kiểu này để cho gió nó có thể từ cái quạt này nó sẽ thông thẳng vào đây các bạn nhé. Đấy, gió nó sẽ hút thẳng nó theo cái chiều đổi thổi ra. Đấy. Ôi giời. Nặng nề quá.
Cái này nó khá dày, hàn rất là khó hàn mọi người nha. Nhưng may của mình có thước tốt này. Thước tốt thì mới hàn được không. Nếu mà để thước thước chì thì rất khó hàn luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ rồi như vậy là mình đã hoàn thiện xong nha. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì mình đã loay hoay và làm xong. Nó khó cái phần này. Và phần chuẩn bị đồ nó cũng hơi mất thời gian. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái trở kháng của cái input nhá, cái đường input vào ấy. Thì mình sẽ kiểm tra trở kháng. Sau đấy mình sẽ đo cầu H xem nó có chạm trục gì không và tiến hành test tải cấp nguồn. Cái cầu H này mình đo mình không được cho nó thông nha, nếu mà thông là có vấn đề ấy. Ok, như vậy là mình đã hoàn thiện xong. Và bây giờ mình tiến hành mình test tải xem cấp nguồn cho nó xem sao. Thì hầu như tất cả những cái máy này thì sau khi hạn chế mà sau khi chúng ta hoặc là sửa chữa thì anh em cũng nên dùng
nguồn có bảo vệ này. Sau đấy thì chúng ta mới được cấp bình ắc quy vào. Đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho nó này. Mình sẽ dùng nguồn máy tính, nguồn ATX nhé. Nếu mà có vấn đề gì nó sẽ ngắt.